tập đoàn FLC dự kiến sẽ xây dựng khu liên hiệp thương mại hàng không kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Khu liên hiệp này có quy mô trên 3.700 ha, bao gồm các dự án về khu du lịch cảng hàng không, khu công nghiệp công nghệ cao, khu du lịch nghỉ dưỡng và đô thị giáo dục. Đặc biệt là khu du lịch cảng hàng không sẽ triển khai với loạt dịch vụ lần đầu tiên có tại Việt Nam như bảo trì bảo dưỡng máy bay, học viên hàng không và tổ hợp lắp ráp máy bay. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 10.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ được triển khai ngay vào đầu năm tới.